Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì mình đang ở trong phòng 1. Đó, hiện tại bác sĩ Hùng Thanh và ekip của mình thì đang thực hiện cắt mí. Đây là một ca cắt mí cho một bạn sinh viên. Bạn ấy đang là sinh viên năm 2 và tranh thủ nghỉ hè thì đi cắt mí. Đây cũng là cái thời điểm rất là đẹp, rất là tốt để cho mình đi thực hiện thẩm mỹ. Tại vì là vừa có thời gian nghỉ dưỡng, đó, lại vừa có mí đẹp, có khuôn mặt đẹp để đi chơi, nên là mọi người tranh thủ thời gian này và thời gian rất là thích hợp cho mình để làm đẹp mọi người nhé. Mọi người có bất kỳ câu hỏi gì thì mọi người hãy để lại dưới phần comment để bác sĩ Hùng Thanh và trợ lý hỗ trợ giải đáp cho mình nhé. Tại phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ GN thì bác sĩ Hùng Thanh sẽ là người trực tiếp thăm khám và thực hiện tất cả các khoa kỹ thuật, nên là mọi người có thể hoàn toàn yên tâm mọi người nhé. Bạn gái này thì có mắt một mí. Đó, và bạn mong muốn là cắt mí này để có một cái nếp mí tự nhiên, khuôn mặt cho tươi tắn hơn. Rất nhiều bạn mắt một mí hỏi là một mí thì nên cắt mí hay là nhấn mí. Mỗi phương pháp thì nó sẽ đều có những ưu và nhược điểm riêng. Tuy nhiên là bác sĩ Hùng Thanh ưu tiên cái việc cắt mí hơn. Tại vì là cắt mí thì bác sĩ Hùng Thanh sẽ kết hợp chỉnh cân cơ nâng mi để giúp cho cái đôi mắt nó, trong mắt nó sẽ mở to hơn và đôi mắt nó sẽ có sự tươi tắn hơn. Đó là ưu điểm của việc cắt mí. Và sau khi mà thực hiện xong thì các bạn sẽ được các bạn điều dưỡng hỗ trợ chườm mát khoảng 15 đến 20 phút để cho nó giảm sự sưng bầm. Đó, sau đó thì mới ra về. Hiện tại thì bác sĩ Hùng Thanh đang chuẩn bị thực hiện xong rồi. Kết quả sẽ được up trên Facebook nếu mọi người hãy cùng theo dõi nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream và hẹn gặp lại mọi người trong những livestream tiếp theo.